Hello anh em, hôm nay mình sẽ trả lời chủ xe ở ngoài Đà Nẵng ha. Thì chủ xe nói cái xe nó có tiếng động lạ, mới tháo PC5, thì đi ra nhiều tiệm ha, rồi ra hãng hay đâu đó thay nồi thay đồ mà không hết được. Con ốc cổ sao mở xấu quá trời. Ốc chụp bàn thờ xấu quá. Thì có cái tiếng kêu lạ cho nên là gửi vô mình để mà mình kiểm tra coi nó bị gì. Thì ảnh thay một cái bộ nồi này, mình ra chỗ sáng cho anh em thấy cho nó rõ. Vô hãng thay một bộ nồi này. Thì đây, lấy anh em xem thì mình không có bóc phốt hay gì hết nha. Đây mình báo tình trạng luôn. Em nghe anh đây. Thì mình báo chủ xe biết là để dành lại cái bộ này, tại vì á, cái bộ này là bố nó còn xài được ha, nó chưa có mòn cũng không có cháy. Anh em nào thợ thì nhìn biết cái bộ bố này còn xài được ha. Bộ bố này đi tầm khoảng mấy ngàn cây là cùng à đó, thì bố này còn xài được thì mình báo với anh em để cho khách hàng biết. Mà để lại thì bố ở trên xe là bố hãng mới thay rồi thì ok rồi, không có gì hết, nhưng mà bố này còn xài được. Tại sao có hai cái lá này nó khác màu nhau thì mình cũng báo luôn, hai cái lá này là hai cái lá gần cái mặt nhôm cho nên cái màu nó sẽ sậm hơn một chút. Đây là thường là những cái bộ nồi thông minh đó, nó sẽ có những cái vậy, nhưng mà đó là để tối ưu thôi, sự gắn cái lá nhạt màu hơn mà cũng chả thấy vấn đề gì. Nhưng mà đúng kỹ thuật thì phải ráp hai cái lá mà nó hơi ấy màu hơn chút nè, nó ở cái mặt ngoài. Đó, mà bố này còn xài tốt ha, lá sắt cũng vậy ha, lá sắt rất là mới, không có bị cháy, không có bị vấn đề mà ấy hết. Sorry nè ha, không có cháy ha, và lá sắt cũng còn rất là mới. Thì thay như vậy thì rất là tiết tiền, không nó còn xài được mà không có hư đâu mà thay. Thì mình trả lời cho anh luôn, thì mình cũng đã kiểm tra, mình mở nồi kiểm tra rồi. Thì cái này xe anh không có bị hư cái gì cả, thì cho nên mình không biết phải làm gì, tại vì khách cũng mới bảo dưỡng mới ấy rồi hết rồi, cũng làm nhiều chỗ và rất là tốn kém rồi mà không hết. Cái này chỉ tập kiến thôi, tập kiến gù thôi đó. Cái này xe lại khách, xe khách có một cái đi sai. Thật sự những cái tay thắng này nó tệ lắm, thà tay côn tay thắng anh em. Cái này là cái đồ zin, cái này là thay vô, anh em để đồ zin đi còn ngon hơn. Mấy cái này đã thay là phải thay đồ xịn chứ nó không thôi, nó không có độ chính xác, bóp nó còn tệ hơn là cái đồ zin nữa đó. Rồi mình nói cái sai ở cái xe này, để mình lấy cái thước cặp ra mình đo cái thước hay đo mấy cái không cần độ chính xác cao ấy. Nó hơi tệ một chút, đo mấy cái đồ linh tinh lăng tàn, còn đo cái độ chính xác cao là dùng cái thước nó tốt hơn, nhưng mà để trong hộp rồi, mấy cái này không cần phải chính xác lắm ha. Đây cổ này đang đi là cổ 57 lận, cái cổ đường lip on nó 50, bình nó cao hơn xíu hả? Vậy ta lấy cái bình pin anh mới để đó, cái
cái bình đinh ở trong ngay chỗ bình motobat á, thấy mình đó chị anh, trong thùng đó nha. Thì cái họng bô này, cái cổ bô này với cái bô này nó sẽ không phù hợp cho cái con xe dung tích như vậy đó. Thì nếu mà muốn phù hợp á thì phải mắp lại, hoặc đi ba sắt hoặc đi C5. Thì giống như cái xe này nó bị hụt hơi ga đầu, cho nên đường bô nó vừa ngắn, người ta đã bỏ bầu hết rồi, đi đường bô quá rộng, cái bô quá bự, cái họng quá lớn đó, thì người ta mới tuôn mát, người ta mát đi C5 lại cho nó phù hợp, nó sẽ mượt ra đầu hơn. Nhưng mà vấn đề mình luôn nói với anh em á, tại sao mình phải tốn một cây bô, một đường bô. Ừ, anh đo hết rồi, đồ mới về á, anh mới thử đặt hãng khác á. Thì tại sao mình không mua cho cái bộ cổ bô và bô cho nó phù hợp với cái xe này, để mình khỏi phải tốn tiền thêm một cái bộ BC5 hoặc Bajac ta, mình cũng không hiểu đó. Thì ví dụ như xe này đi họng cao tay, mình thấy là cổ này ra 51 hoặc 53 là hết ga đó, đi đường cổ và bô tầm 5, có thể 51 với 53 đều được, tại bô này đường bô ngắn như vậy đi 51 được rồi, thì cái xe nó sẽ có lực, nó không có bị hụt ga đầu và cái hơi nó chắc hơn ha. Còn nếu mà anh em muốn thoáng hơn chút, lý do nó là ba xi lanh cho nên mỗi một cái thì nổ ra thì cái ngụm hơi của nó xả ra nó lớn hơn à, nó cũng là ok, nó là 675, nó là khoảng cho là 600cc đi, nhưng mà nó chia làm bốn máy thì cái bốn cái piston nó sẽ nhỏ hơn ba cái piston này, tính mỗi lần một cái thì nổ xong, cái lực hơi nó đẩy ra thì cái ngụm hơi nó sẽ lớn hơn, có nghĩa là cái xi lanh của một cái xi lanh nó lớn hơn, thì mình có thể đi cái cổ bô nó lớn hơn tí xíu cũng được, có thể là 52 đến 53 là mắc rồi, chỉ có 55 là dành cho những cái dòng xe 1000 rồi đó. Thì còn cái bộ full của 1000 BM á, thì nó lên tới 60 ha. Thì những cái mỗi lòng xe nó khác ha. Thì cái xe này mình thấy hiệu quả ở đường cổ bô từ 51 đến 53, nhưng cái xe này đi đường cổ bô tới 57-58 đó, và cái bô này cũng vậy, họng quá lớn, họng 60 lận đó. Thì theo mình á, thì theo mình không nên như vậy, đi nó sẽ bị hụt hơi, rồi map thêm rồi gắn bộ BC5 chỉ cho tốn tiền, nó chỉ là đều lại xăng gió thôi, như vậy nó rất là hại máy, nó róc máy rồi nó mau hư, mau xuống nồi đó. Thì cái chủ xe đi về mua giùm mình một bộ cây, một cây bô, mình nên khuyên là bô xịn ha, hoặc là bô cũ mà nhưng mà đồ xịn đó là xài lướt thôi, còn cũ quá nó cháy hết nỉ thì gắn cũng như không nó đó. Thì anh nên mua một cây bô xịn, họng từ 51 đến 53, và đường cổ bô, cái cổ lip on nó cũng từ 51 đến 53, tùy theo cây bô nó là size bao nhiêu, cái họng bao nhiêu, mình đi một cái cổ cho nó phù hợp, một cái lip on cho nó phù hợp vô cái đường cổ bô này là cái xe anh chạy khác liền. Còn cái về vấn đề anh kêu em nói là xe anh có cái tiếng nào đó nó khó chịu đó, thì cái tiếng này một phần là cái tiếng đặc trưng của cái xe Triumph ha, cái Triumph nó có cái tiếng như vậy, cái đời cũ nó sẽ cái tiếng giống như là mấy cái xe Hornet rồi CB cũ hồi xưa đó, cái tiếng thì cái đời mới thì nó sẽ nâng cấp hơn, nó sẽ xài cái bộ chuồng heo, nó có cái cao su giảm chấn, cho nên cái tiếng nó hơi khó chịu một chút. Với lại một phần là do cái đường hơi nó thoáng quá, nó ra bô và bô nó bị xì, cho nên nó sẽ ra những cái tiếng chách, nó khó chịu. Thì người ta bán bệnh của anh không ra, cho nên là người ta làm đủ thứ kiểu anh hết, anh tốn 2-3 lần tiền rồi, thậm chí cả thay bố nồi và lá sắt. Còn ở đây em kiểm tra rồi, em mở bộ nồi ra thì em thấy nó còn rất là mới. Em nói đi. Cái cổ bô đó gửi đâu anh? Cổ bô nào ta? Anh bắt chị em đó, nó chưa hỏi. Hỏi anh Ngáo hoặc là anh Tiến đánh bóng ở đâu, đánh bóng cổ bô ở đâu. Dạ. Mang đi đánh bóng lại. Dạ. Đó. Thì
thì mình nên đi cái cường cổ bô đó với cái bô là đúng thôi. Với lại cái lý do là cái xe mình á, nó có một cái tiếng kêu nó hơn cái tiếng của cái bản năng của cái dòng nó là như vậy. Lý do là có thể là người ta cài cái map cho BC5 nó sai, và cái đường bô do nó lớn quá thì đó. Với lại cái cấp nhất người ta đi như thế nào, nó rất là nhiều nguyên nhân nó sẽ ảnh hưởng làm cho cái tiếng động nó, cái tiếng động của cái bản chất của cái xe nó lớn hơn một chút xíu ha. Thì nó không ảnh hưởng gì cả, nó giống như cái miếng tiếng của xe Z1000 á, khi mà đi bô thoáng á thì nó sẽ bị xào máy ha. Thì không thể nào mà canh cho nó êm được, tại vì nó đã giống như nó gọi là bị giãn máy giãn đồ đó. Đó thì mình người ta canh là canh cái gì, như là canh sim, rồi canh sim là canh đồng tiền đó anh em, rồi xin cam đồ lại, nhưng mà thật sự á nó đã kêu đồng bộ rồi. Anh em để ý đi nhớt cho nó ok một chút. Cái cấp nhất hãng nó là cái cấp mình đã nói với anh em rồi, những cái đồ mà theo xe nó là một cái cấp vừa đủ, một cái cấp độ trung bình. Còn khi mà anh em đã thay đồ bên ngoài thì phải thay cấp độ cao hơn, đừng bao giờ thay cấp độ nó thấp hơn. Đây là cái mà mình muốn chia sẻ tới anh em. Những cái xe này mình không làm gì cả, mình chỉ mở kiểm tra thôi, mình không biết lấy tiền gì cả đó. Cho nên là mình thật sự là mình tốn tiền xe đi chở ra chở vào nữa, nhưng mà thật sự xe của khách không bị gì thì mình không thể nào lấy tiền được ha. Mình làm ăn là có quy tắc, mình lấy tiền nó hãnh diện đó. Mà thậm chí anh em nào mà có khuất mắc bất kỳ chỗ nào trong cái hóa đơn hay là về cái vấn đề gì đó về giá cả và đồ đạc có thay hay chưa hay như thế nào, anh em cứ mạnh dạn và nói thẳng, hỏi thẳng với mình, đừng có cần, không cần phải hỏi qua người nào người khác. Khi mình có giao dịch với anh em là mình phải có trách nhiệm với anh em, rõ ràng với anh em, để làm cho anh em chi một cái khoản nào, phải biết làm cái gì nó được hiệu quả như thế nào, rủi ro nó ra sao đó. Thì anh em cứ hỏi thẳng mình. Còn cái xe này nó không bị gì cả đó, cho nên là mình không có lấy tiền khách hàng được. Lỗ hai chuyến chở ra vô cái chỗ mà khách hàng gửi xe vô thì khách hàng về thì coi lại cái vấn đề bô và không cần phải gắn BC5 nữa ha. Và cũng tư vấn thêm cho anh một chút, những cái khách hàng mà xài cái cổ bô bằng inox này nè, một thời gian nó sẽ bị xuống màu và nó bị xét xét như vậy thôi đó, rồi nó dơ rồi lên nó thì bị xét xét ố vậy, và tác dụng của nhiệt thì nó sẽ bị rỉ rỉ như vậy. Nhưng mà anh em đừng có vội đổi cổ bô khác, anh em tháo cái bộ cổ bô này ra, anh em mang tới những cái chỗ đánh lưu đồng á, thì người ta sẽ có nói đánh giùm em cái bô này, người ta sẽ có cái cục lơ và cái máy đánh bằng cước và bằng vải gì đó, thì người ta có lơ người ta đánh nó lại, nó sẽ lên cái màu inox sáng giới. Và anh em nên nhớ cái inox mà dành trên cái con xe zin anh em á, nó đặc biệt hơn inox 304, đánh vô là nó trắng bóc, nó trắng như cái ti phục trắng gì đó, nó đẹp lắm. Cho nên đừng có vội mà mua cổ bô khác tốn tiền, ra ngoài cầm ra ngoài mấy ổng đánh 300-400 ngàn là hết da, sáng như gương luôn, sáng như cái ti phuộc luôn, bảo đảm. Thì mình cũng đang đánh cho con MT09 của ông anh trong nhà, tại mình thấy để lâu quá nó xét hết rồi. Nhưng mà anh em nhớ nó rỉ rỉ, nó dơ như vậy, nhưng mà đánh nó lên nha, chứ không phải đánh nó tróc luôn, tại vì nó inox xịn. Đây mình cho anh em xem, mình đang làm bảo dưỡng tổng quát xe, để lâu quá xe rất đẹp, gắn đồ chơi hết lên cho khách đó. Đây cái cổ bô này, mặc dù xe này rất ít chạy ha, nhưng mà để lâu thì những cái cổ bô nó xuống màu xấu như vậy, anh em thấy không đó. Anh em hãy biết trân quý những cái này, lý do là tại vì anh em thấy nó cũ, anh em không biết khôi phục nó lại, anh em thay mới, nhưng anh em phải biết rằng cái đồ mới không bằng cái đồ zin đâu. Cũng như cái người chơi xe hồi xưa cũng vậy đó. Và đặc biệt những cái cổ bô đó, đồ chơi xịn hoặc đồ zin, anh em nhìn bên trong ba cái đường cổ nó ra nó đều có cái vách ngăn hết, anh em thấy không ha. Còn cái đồ làm ở đây không bao giờ có những cái vách ngăn này đâu đó. Và cái kim loại này nè, khi đánh lên nó không phải là ngã vàng, không phải gì nữa, nó trắng mới như đó, nó như mới như vậy luôn á, mà chỉ tốn rất là ít tiền. Thì mình không nên phải thay một cái bộ cổ mới, tại vì một thời gian nó cũng phải cũ như vậy thôi, titan nó cũng cũ, nó dơ, nó bám đất rồi lên rửa đâu có sạch,
phải dùng hết chất tẩy nó. Đó. Rồi thì mình thử cho anh em xem, thử cho chủ xe xem. Tiếng này là cái tiếng giảng đồ thôi ha. Cái tiếng giảng đồ thôi chứ không có gì ghê gớm đâu. Đó, cái tiếng này là tiếng nằm trong cái chuồng heo với nồi đời này, nó là cái có cao su chống giọng. Cho nên nó như vậy đó. Và đi cái đường vô thoáng quá. Cho nên nó bị như vậy đó. Ha, không có cách nào mà làm cho nó êm được. Thay những cái đồ mà còn xài được như vậy là rất là phí phạm ha. Mình không có làm như vậy được. Vậy để dành đó, chừng nào mà hư hết bộ nồi này thì mình thay đó. Mà anh em nên nhớ, khi mình thay nhớt đúng, mình biết cách chạy một bộ nồi á, xài 40.000 cây. Có người nào mà khai thác tuyệt đối nó cũng 30.000 cây. Và hồi nãy á, cái tay côn này mình chỉnh lại, mình chia sẻ anh em nè, phải để nó rơ một chút như vậy ha, hoặc là tăng lên tí xíu, đừng có tăng cứng quá. Hồi nãy mình thấy tăng cứng quá là nó cháy hết cái bộ nồi. Đó, nó cháy bố nồi thì lại tốn tiền. Rồi mình đổi thừa người ta thay nồi không tốt là không phải ha. Là do mình tăng cái này căng quá ha. Phải để dùng như vậy. Thậm chí dùng như đây nè. Đó, tí xíu này cũng được ha. Đó, thì như vậy thì để an toàn hơn ha. Sự cái tay côn này mình không thích tí nào. Tay côn này thắng không êm bằng đồ zin. Mình rồi, đây là mình đã trả lời cái thắc mắc của chủ xe ha. Xe anh không có bị hư gì cả, cho nên để em chở ra giao lại cho anh liên lạc lại với em để chở ra cái chỗ nào anh cần em giao xe lại cho anh ha. Và bên em không có thu phí gì cả, kiểm tra giùm. Cảm ơn anh ở tới tận Đà Nẵng mà cũng gửi vào ủng hộ em. Thì bên xe anh em không có tháo bất kỳ một cái gì ra cả, em chỉ tháo cái chụp nồi này, cái chụp nồi này để kiểm tra cái nồi thôi, à, những con ốc nồi này thôi. Đó, còn lại không tháo bất kỳ một cái gì cả ha, để tránh tình trạng là đổi thừa qua đổi thừa lại. Cái ốp nồi này nè, nên nhớ nha, em cũng không bắn cái nồi ra luôn, em mở cái ốp nồi này ra thôi ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng rất nhiều, thì anh liên lạc lại em sớm để em gửi lại cái xe cho anh ha. Tại vì còn nhiều xe quá thì để em có chỗ để em làm xe khác. Cảm ơn anh rất nhiều.